Đây này cả nhà thấy không, mình dạy cho con cháu của mình đó, biết giữ gìn vệ sinh môi trường nha. Đây anh phụ đang dọn rác cho mọi người, không có người nữa cống rãnh được hay không, biết cả biết cho mình không biết từ bi và nụ cười rất là trí tuệ. Anh nhà đoạn đường được nhận rác rất sạch sẽ, anh nhặt hết tất cả các rác thải và đem về bỏ vào thùng rác. Mọi người phải học cách nuôi tốt của anh và đừng quên số điện thoại của chúng ta là 0589454256. Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chương trình phóng xanh, giải cứu động vật, bảo vệ môi trường và chia sẻ cho những người già và trẻ em, cũng như lan tỏa giá trị yêu thương trong cộng đồng. Xin tôi bị chùm khắp các pháp giới thiện ý khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng dạy bồi dưỡng nhân tăng, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy chuyên tu cầu sanh cực lạc. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người như vậy. Và đừng quên số điện thoại chúng ta là 0589454256 nhé. Ông lấy nước mưa để rửa mặt của mình, hay gì đó. Vô cùng là tiết kiệm hay gì đó. Rồi sẽ cũng còn không lại nhảy lăng nhảng sang sàn để mọi người niệm Phật nhé. Giờ thì đã kia rồi, chúng ta cùng niệm Phật phóng sanh cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh an lạc.